Ôi, ở đây có, em biết quả lai, quả mặc lai không đây này? Đấy, đây có rất nhiều này. Em chào các bác nhá. Hôm nay là mùng 5, năm Tết, và hôm nay thì không phải là em đi hái thuốc đâu các bác ạ. Lúc nữa, chút nữa thì em sẽ giới thiệu cho các bác là em đang làm gì ở đây. Hôm nay em đi cả gia đình cơ, nhưng mà vì lúc nãy em vào đây kéo cây củi ấy, thì em lấy thấy cây thuốc này rất là hay. Đây, có cây thuốc rất là hay. Thì tiện đây thì thôi thì qua đâu gặp cây thuốc thì chia sẻ đến đấy. Nên là chia sẻ cho các bác một cây thuốc rất là hay. Đấy, bây giờ em đang mò vào đây. Rất tiếc là nó rất là rậm. Đâu nhỉ? Rất là rậm, rất là khó đi. Để em một chút để em đi, em mới cho các bác xem được. Ở đây là cái khe suối ở bản em, mà nó là cuối bản rồi các bạn ạ. Cây này nhìn rất là đẹp, nhưng mà em cũng không biết cái gì, giống cây sâm, nhưng sâm không phải. Ôi giời, một tay cầm điện thoại lại không có cây gắn nữa, này là hơi khó các bạn. Ơi, bé đang quay chia sẻ cây thuốc một tí. Bé đang chia sẻ cây thuốc một tí thì là bé ra. Đây các bác ơi, đây các bác nhìn thấy rễ của cái gì chưa? Đây này, rễ nó xuống đây này. Đẹp chưa các bác? Đây là cây han nhá, lá của cái han kia em không thể lên được. Đây là cái han to ấy, là han trâu ấy. Đây này các bác nhìn thấy chưa, lá nó ở trên kia đấy. Đấy, cái lá kia, cái lá của nó nhá, riêng cái lá của nó, các bác bị nó vào tay ấy, thì sẽ bị thối tay nếu mà các bác không biết bôi vào ấy. Nhưng nếu mà các bác ở cái han to, mà các bác bị cái han to kia vào, thì các bác phải lấy cây giấy về các bác bôi vào. Và đấy là cái lá của nó, và còn cái tầm gửi của nó, tầm gửi của cái han trâu này, này thì chứa ung thư gan cực tốt luôn. Nhưng mà rất tiếc là nó không có, em tìm từ bé tới giờ thì em cũng chỉ gặp một hai lần thôi, chứ không gặp nhiều đâu các bác nhé. Cái đấy là cái thực tế, từ bé tới giờ thì em cũng chỉ gặp một hai lần thôi, không gặp nhiều đâu, không có đâu. Đây là gọi là cái chia sẻ cho các bác là như thế. Còn cái mà em muốn chia sẻ với các bác hôm nay là đây, cái rễ của nó này. Đấy, bác bị sâu răng nhé, bác mang cái rễ này, chặt cái rễ dưới đất này, mang về cạo vỏ đi, phơi khô đi và ngâm rượu chừa sâu răng, kết hợp trong bài thuốc sâu răng thì rất là tốt. Là cái han trâu các bác nhé, chia sẻ với các bác một chút thế. Em còn em lại ra kia là cái han trâu á, là chứa sâu răng này. Ngoài ra thì ở đây đây có một cây cái gì nhỉ? Ôi, cái gì đấy cháu? À để em xem các bác ạ. Thì em ra đây mới chia sẻ cho các được, bởi vì là nó đi nó khó, đường nó đi khó quá các bạn, không thì em lại trơn xuống dưới này mất. Đây, chia sẻ cho các bác một cây thuốc nữa. Rất là nhiều cây thuốc luôn ở đây. Nhưng hôm nay thì em không đi hái thuốc đâu nhá các bác nhá. Nhắc lại cho các bác là hôm nay đi cùng gia đình em đi, lúc nữa em sẽ chia sẻ với các bác. Đây, ngứa quá, thì chui vào kia mà đã bị ngứa em ạ. Đây, kiểu không, hôm nay không mặc áo nhiều. Đây là cây này này, cây này nó rất là nhớt này các bác. Đấy, cây này rất là nhớt này, cây này các bác bị đau dạ dày nhá, các bác lấy cái rễ của nó về các bác đun nước, đun uống tươi cây này. Đây cây này bị dạ dày này. Đây, trong bài thuốc dạ dày của em cũng có vị của cây này nhá. Đấy là các bác lấy về các bác uống, đun uống đau quá thì nó sẽ đỡ, bệnh tùy từng người thôi, nhưng thuốc dạ dày ạ, tùy từng người thôi. Đây các bác, đây cây của nó đây nhá. Chia sẻ cho các bác hai cây thuốc thôi. Hôm nay là chỉ chia sẻ cho các bác hai cây thuốc, nhưng mà hôm nay là cho các bác xem một cái cảnh gia đình của em đây. Đây là đại gia đình của em vui xuân kiểu này các bác. Hôm nay mùng 5 Tết mà, đại gia đình của em là bên ngoại của em ấy. Thì đây, tụ tập ở đây này các bác, nhìn thấy chưa? Tại vì là hôm nay nữa thì mai thì người
Mai thì người thì đi làm, người thì đi về quê rồi, cho nên là đây tụ tập vào đây các bác ạ. Đây này, đây ạ, để chị quay nốt cái video chỉ đổi ca cho. Đây nhóm lửa đây này, còn kia là bác cháu này đang bắt đang tìm tìm cua đồng ấy các bác. Đây cua đồng ấy, còn kia là đứa em gái để không biết nó móc cái gì, nó được cái gì hay không nữa. Được con gì không hả? Được con cá lươn. Rồi đây là còn các gì các chỉ này thì bảo thay ca tán cá và cứ ngồi im ở đây này. Đấy đây em dâu này ngồi im này. Ờ đấy đây giảm cân này, còn kia kìa một đoàn đã ở trên kia rồi kìa, nhà em thì rất là đông. Đây đây là ờ đúng rồi, đây là mở với lại cậu với lại em dế này đang đang bắt đang đổi để bắt cá ở đây này, bởi vì em thấy ở đây có mấy con trong quá trình em đi hái thuốc là em thấy mấy con cá chép cho nên là bắt các bác ạ, thay nhau tát đây này. Đợi một chút thì cháu xuống cháu sẽ tát. Đấy và tát cá thì để vui thôi, thực ra là bọn em đang trêu nhau, mấy dì cháu của em đang trêu nhau ở trong bản nha, ở trong bản người ta nhìn xuống bảo chắc gia đình này là hết thịt rồi. Chắc gia đình hết thịt rồi cho nên mới xuống bắt cá như thế, nhưng không phải đâu, cá ở trong ao của em cũng đầy. Bà dì của em sáng nay đã bắt được mấy con cá chấm khoảng mấy cân hả, 3-4 cân lên nhà để rồi, nhưng mà bọn em thì nhưng mà bọn em thì thích thôi, là bọn em thích xuống suối bắt thôi, bọn em thích xuống suối bắt cho nên là đấy vui vui xuân kiểu như này các bác ạ. Đấy thấy chưa, đây bọn em nhà bọn em thì chẳng phải đi chơi xa đâu, chẳng phải đi chơi xa đâu, lấy xẻng trẻ con nha. Vậy thôi em chào các bác, em còn phải xuống thay ca để tắt. Không thì đi không có phần lúc ấy gì hết. Đấy cho tắt nửa đấy đó. Ai chặt cái cây kia là uống cơm lắm. Vậy nhá, em chào mọi người nhá.